cá bóng đen này, kho khô với lại canh mướp, thập cẩm, tôm càng, cua, rạm, ghẹ, cua đá. Cá bóng đen kho quéo nha mọi người. Ở đây nha. Ăn này là bị quýnh. Biết chưa? Cắn con hả? Anh ngồi đây là không sợ. Đúng gì vậy? Gì? Con đỏ gì? Rồi vô không con bụng anh ngồi đi. Rồi con xám nó hửi này mẹ rồi. Rồi con vợ nó cạp luôn rồi cho bị luôn nè. Hello mọi người, bữa nay mình sẽ làm đồ ăn, ăn cơm cầu kỳ một chút nha mọi người. Bình thường mình ăn cơm chỉ có cá kho, cá chiên, hoặc là thịt kho, thịt chiên hay là thịt luộc, cá luộc này kia thôi. Nhưng mà bữa nay mình ăn cơm có canh đó nha mọi người. Nhưng mà kèm theo món canh đó. Đây, mình sẽ nấu canh mướp nha. Đây nha mọi người. Đây nè, được hai con tôm càng nha mọi người. Này là hoàn toàn là tự nhiên hết nha, nhà mình xấu đục nha mọi người. Sẽ đục hai bữa được hai con tôm càng nè. Con này thì chạy hôm qua mình để dành lại, còn con này là mới chạy hồi sáng, nó còn sống nè mọi người, còn quơ quơ nè. Tôm càng bự nha, tôm càng còn sống. Với bác ở đây mấy con tôm sú với lại ba con cua, cua gạch nha mọi người, con cua nhỏ với con cua này vừa vừa. Đây nha mọi người, món mặn nha. Món mặn sẽ là cá bóng đen nha mọi người. Cá này là do nhà mình sổ đục ba bữa nay mình để dành lại, mỗi ngày mình lượm vài con vậy á. Xong thì tới nay thì được bao nhiêu đây? Đây là toàn bộ số cá bóng đen của mình nha. Cá này thì nó rẻ lắm mọi người. Nhiều khi bán chỉ có 10.000, 20.000 ký là dữ thôi. Nhưng mà không có để bán thôi, đa số người ta chỉ để người ta ăn thôi. Đây, do là cái này nó ăn rất là ngon. Thịt nó cứng cứng nhưng mà nó béo, khô khô lại, nó có trứng nữa. Trứng nó cứng ăn rất là ngon luôn nha. Thì cá này thì mình hầu như là mình không bán. Hồi nào mấy năm nay, từ khi mình biết ăn con cá này là chạy te này kia là mình lụm lại. Mình không ăn thì cha cũng ăn, anh hai cũng ăn. Nói chung là dành là ăn hết chứ không có bán nha mọi người. Đó, thì bữa nay mình sẽ đãi mọi người món cá bóng đen này kho khô với lại canh mướp, thập cẩm, tôm càng, cua, rạm, ghẹ, cua đá. Trước khi đem cá này đi mặn thì mình sẽ bắt nước lên mình luộc mấy con cua trước nha mọi người. Lát nữa gỡ thịt. Mọi người có từng thấy một thằng đàn em nào mà được một bầy đại ca bảo kê luôn không? Nếu mà chưa thấy thì bây giờ mọi người thấy rồi đó. Mình đem mấy con cá ra ngoài cống ngồi mặn mà tụi nó đeo quanh một cục vậy đó. Đã kêu là bảo kê rồi thì phải có thu phí mới được. Nguyên một bầy nhưng mà thu phí một con cá là được rồi. Vậy cho mấy đại ca dành nhau chơi. Mấy đứa nhỏ có con cá mà cứ ngậm chạy tới chạy lui dành nhau hoài. Con tắn nó giành được con cá nhưng mà nó không có ăn được. Vậy là mình mặn xong rổ cá rồi nha mọi người. Đây, rổ cá bóng đen mình đã mặn xong rồi nè. Thì cá này mặn là phải chừa cái gan lại nha mọi người. Những loại cá bóng thì thường ở đây mấy con cá mà thuộc họ cá bóng thì cái gan của nó rất là béo mà nó lớn nữa. Người có cái gan nó bự nè. Thì mình sẽ phải chừa cái gan lại để ăn nha mọi người. Nói chung là nó là hình như là cái phần rất là ngon luôn đó. Quá trời trời gió mình có gì mà tại bị rè rè mọi người thông cảm mình nha. Này là mình đã chuẩn bị đồ để ướp cá nha mọi người. Thì ở đây bao gồm có tỏi và ớt và một chút mỡ heo nha. Mình ăn mỡ heo chứ mình không ăn dầu ăn mọi người. Bữa giờ mình không ăn dầu ăn nữa, bữa giờ mình ăn mỡ heo. Mình thắng nguyên một hũ mỡ heo bự về để dành mình ăn với mấy thằng lính của mình. Đó thì đây là tỏi, ớt và mỡ heo. Nước mắm mình dùng là nước mắm dài nha mọi người. Đó, đây nước mắm ở của cô mình làm, nước mắm dài. Mắm này do là cô mình đi vớt mấy con dài với lại người ta vớt người ta bán cho cô, giờ cô tự thắng. Cái này chỉ có muối với lại chỉ có muối với con dài thôi chứ không có gì nữa. Nước mắm này là của cô ba mình bán nha mọi người. Thì 40.000 một lít. Mình mua mình ăn, bữa giờ là hôm giờ là mình mua nước mắm này mình ăn không, mình không ăn nước mắm chai nữa. Do là mình coi tivi mình thấy nước mắm đó toàn là hóa chất, chất điều vị này kia nên mình không dám ăn nữa. Mình mua nước mắm dài nha. Cái này thì 40.000 một lít. Nước mắm dài. Chế cho nè. Mắm này ăn rất là ngon nha mọi người. Rồi, nhiêu đó nước mắm thôi được rồi. Cho thêm chút muối nữa, ăn cho đủ gia vị. Rồi được rồi. Đường nha mọi người, tiếp theo là đường. Mình ăn ngọt đường nhiều một chút. Miếng bột ngọt nữa. Rồi được rồi. Không thể thiếu là nước màu nha mọi người. Đây là nước màu dừa nha. Mình ăn là ở chung cái này là chỉ có đường, muối. Đường, muối với bột ngọt là mấy cái đó là chắc do công ty người ta làm. Còn cái này tất cả đều là nhà làm hết. Cái này là nước màu dừa. Nước màu này là bác mình làm nha mọi người. Bác mình thắng. Bác mình ở trên vườn dừa ở trên Châu Hưng á. Bác mình tự làm rồi cho nha. Cho nhà mình ăn nha mọi người. Đó. Nhiều chút. Cho màu đen đen chút cho đẹp. Rồi. Bây giờ là quậy đều lên nha.
Ủa, cũng xài đuôi dừa luôn. Cuối cùng là đổ cá vô để ướp. Rồi quậy lên cho nó thấm. Ướp khoảng 15 phút rồi bắt đầu mình bắt lên mình kho nha mọi người. Ướp chừng 15 phút rồi mình bắt lên mình kho. Mình chế thêm đây chí xíu nước vô nữa. Rồi mình kho nha. Để dày kho cũng được nhưng mà mình sợ khét, do tính mình hay quên đó mọi người. Mình ưa kho hay luộc cái gì cái mình bỏ, cái mình làm cái gì cái mình quên luôn. Để nó khét, bữa giờ khét cái son không biết bao nhiêu lần. Cái son này nó cũng chịu đạn với mình dữ lắm rồi. Rồi, ướp đây 15 phút đi rồi bắt lên kho. Trong thời gian đó thì bây giờ đi vô vớt cua đầu ra để gỡ nha mọi người. Quá trời, nguyên một vỏ luôn mọi người. Kiểu này nấu canh ăn hơi bị cọc luôn mới hết nổi. Bây giờ để chút xíu cho nó nguội bớt mà. Nóng quá trời nóng rồi. Vậy là bây giờ mình sẽ ngồi ở đây để gỡ hết cái đống tôm cá cua, rồi tôm cua này ra nha mọi người. Tôm cua rẻ này ra nha. Để đây đi. Như bây giờ trước khi mà gỡ là mình phải làm thủ tục trước đó. Chắc mình phải thưởng thức một con tôm càng mọi người. Hai con tôm càng. Tôm càng mình để mình luộc vô luộc sau nha. Nóng quá. Không biết con nào con tươi đây, ăn con tươi đi. Tươi quá. Đây con tươi nè. Đó. Con tôm càng nha mọi người. Chắc mình ăn một con nha mọi người. Mình thử một con tôm càng trước đi tính sao. Cả ra là chắc nước hấp cái nó ngọt đây mọi người, không cần chấm gì luôn nha, mình ăn không nha, hấp cái đậu á nó đã. Mời mọi người có tôm càng quên nha mọi người, thông cảm nha, cái đậu nè. Tôm càng là ngon nhất, cái đầu nó bự. Cái mình nha mọi người. Tôm càng cái mình nó nhỏ. Chắc lắm nha. Do là mùa này mùa mưa mọi người. Nhánh sông nước ngọt bắt đầu chảy về á. Thì mấy con tôm càng này là ở trên nhánh sông nước ngọt á. Khi mình lấy nước á. Lấy nước ngoài sông vô á, nó theo nước nó chảy về nha. Mời mọi người miếng thịt tôm càng nha. Còn con tôm này bẻ cái đầu lên. Để nấu canh nha. Rửa thịt nhưng mà bỏ vô tô để nấu canh. Con này con hôm qua, con tôm hôm qua thấy nó bị rút thịt lại ha. Còn con nãy mình ăn là con tôm còn sống nên thịt nó khác liền. Con này muối nước đá nên nó khác nè. Bỏ vô đó nha. Cái đầu chắc mình ăn luôn. Mình ăn cái đầu luôn nha mọi người. Nó dở hơn con tôm tươi liền. Nó không ngọt bằng. Mấy nhỏ đang mất tiêu để kêu tụi nó ra chơi. Tới kêu có liền. Đừng ơi. Để cẩn thận. Ê, rồi. Ê. Cái gì khỏi kêu rồi. Đi mau. Vũ lông lông lum. Trời biết vậy. Trời ơi. Biết vậy làm trong âm thầm rồi. Kêu chi bây giờ nó bu cục vậy rồi sao gỡ ta? Quá trời rồi. Giờ chưa đang sẵn tách cua ra nha mọi người. Cho tụi nó một bên màn hình còn mình một bên nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ tách con cua này ra. Cua gạch nha.
để mình sẽ tách giống mấy bạn ở trên TikTok là gõ gõ lên cái mai, còn bình thường là mình đây mình đặt ra một cái hộp, nhưng mà trên TikTok thấy người ta gõ vậy nè, mình cứ gõ theo nha. Xem ra coi nè, gạch này mọi người, mình gỡ ra nó dính gạch nè, mình gỡ gì không được mọi người, gỡ gì không quen rồi. Ui bẻ càng ra đi, tách ra nha nè, gạch đây nè, để cho mọi người coi gạch, gạch nó nằm ở trong cái mai này nha mọi người, mình khải ra cho mọi người coi. Nó cứ ngắt luôn á, con cua này rồi ở gạch nó kìa, nó cứ ngắt luôn đây nè, thả đi cho mình coi. Gạch này là một lát mình cũng nấu canh luôn nha, chứ mình ngán ăn gạch lắm, gạch mà ăn luộc ăn ngán dữ lắm. Nguyên cái cục gạch bự cho bá nè, không phải cho xám đâu nè, còn dính gạch đây nè, liếm đi, liếm dạch dạch chứ không cắn lọn nghe. Cái cục cướp con cua ra cái rồi đó. Con cua gạch thì không phải, nó chỉ gạch ở trong cái mai thôi nha mọi người, gạch ở trong chỗ này nè, ngay chỗ giữa hai cái giữa cái thân của nó. Con cua này gạch nó cứ nhắc không này, xem lấy cái mỏ nó coi, mình khải đây cho mình coi nè, nguyên cục này xem, nguyên cục gạch đây nè, nguyên cục gạch cho bả luôn nha, vô tô luôn. Con cua này là hồi sớm nó là một con cua trụi không có càng, gỡ luôn. Rồi mấy cái que dục cho tụi nó ăn, gỡ ra nha mọi người. Con cua này chắc cũng có gạch đấy, ra coi xem đó. Ui, lấy gạch bỏ vô tô tiếp nha, để mình khử hết gạch con cua này ra thử có bao nhiêu gạch. Đây, khi mà mình khui gạch ra thì gạch trong con cua nó đầy luôn nha, vô tô luôn nha mọi người, vô tô luôn. Mà lấy cục cứt nè, chỗ này để cho tụi bay liếm đó. Ngẫn cứt cua không nè, cho sáng cứt cua đó. Để mình gỡ là hết cái số cua này thử coi mọi người coi một lát đi, được bao nhiêu thịt nha. Nhiều khi nó còn nhiều hơn mớp nữa. Mình sáng mình mua 4 trái mớp nha mọi người, nhưng mà mớp mớp vòng á, nhỏ mớp vòng có nghĩa là mớp ở nhà người ta trồng á mọi người, trồng để dành người ta ăn xong rồi nó còn dư người ta đem đi bán vậy thôi, chứ không phải là người ta trồng mô hình để bán nhiều, người ta chỉ bán dư bao nhiêu bán bao nhiêu thôi, ngày bán mấy trái vậy. Nên trái bóp nó nhỏ xíu rồi nha, mình mua 4 trái 16.000. Đây con cua nhỏ thì được bao nhiêu ít rồi, rớt miếng rồi không dám ăn rồi. Đây nha mọi người, đó vô tiếp. Rồi mới ba con cua mà sao nhiều gạch như vậy. Mọi người coi mình mới gỡ ba con cua là bao nhiêu đây gạch nha mọi người, nhiều lắm nha, chắc phải chia bớt cho tụi nhỏ, để cho tụi nhỏ ăn bớt gạch đi, chứ nhiều gạch quá lát chắc nướng nó béo quá ăn bị ngán rồi. Nè cho đứa cục gạch nè, mấy đứa nhỏ ở đây, bốn đứa nhỏ ở đây mập ngủ hả, cho con cục gạch nè, ơi không biết ăn hả, đừng có không biết ăn ngang nghe con, ăn cho anh vui. Để đây bác quay lại con ăn chưa nè, con mập con dọn miếng. Tắn ở đây cho miếng gạch này lắm. Tắn. Chét đâu rồi? Chét 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 chét. Qua đây. Chét 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 chét. Ra con kia 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 kia. Đây chét 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 chét. Ăn gạch của con mập nha mọi người, con mập nó không biết ăn gạch. Nè chét 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 cho con à. Rồi, quốc rồi đó. Thấy chưa xi nhê gì hết trơn người ta. Sao con gạch nhiều vậy? Ừ, cho con xám miếng à. Đứa nào có mặt ở đây thì tôi cho. Ơi, bây giờ còn ba cục thịt cua nè, chưa gỡ nữa. Rồi còn bốn cái càng cua nữa. Thôi kệ, gỡ từ từ nha mọi người. Mình thì mình ngán ăn cua luộc dữ lắm mọi người. Thiệt mình rất là ngán ăn cua luộc luôn. Nên mình mới bày qua cái vụ mà làm mấy cái nấu canh này, cứ ăn cua luộc mà ăn chừng một con thôi là no rồi. Chứ lấy đồng ra ăn ba con nha. Rồi trong quá trình mình gỡ cua thì mình sẽ gỡ hơi hơi mọi người. Mình sẽ chừa lại dính thịt nha. Dính thịt này kia trong cái vỏ cua cho mấy chó nó ăn.
Đám mày ngồi hết nửa cái màn hình luôn á, mày hay thiệt á. Gút 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 luôn á. Ơi mà thế nào đang ăn vỏ cua kìa. Đây tôi nói nè mọi người. Con mâu một vỏ, con chét một vỏ, con vợn một vỏ, con vợn với con tắn ăn chung luôn. Hai anh em ăn chung luôn à. Trời ơi, con mập thì nó hiền quá mọi người ơi, nó đi vòng vòng không à, nó đâu mất tiêu rồi. Nó ngồi sau lưng mình nè. Mập nó ngồi đây nè, để lấy gì mình cho nó. Cho mập cái mai của cô nè. Mập làm cắn gì ta đi chứ con có đâu có mồm hiu rồi mập. Tắn ăn dữ ha, tắn ăn của hết con này qua tới con kia ha, mày dành cho giữ vô nè, dính thịt nè ơi. Thì dục nó ra cho tụi ăn đó. Trời anh thấy mau nhai khí thế luôn. Nói chung là mình ăn cái gì thì mấy con lính mình nó ăn cái đó thôi. Bữa nào mình ăn cua thì mình cũng sẽ chừa cua này kia cho tụi nó ăn. Còn bữa nào ăn cơm thì nó ăn cơm. Bữa nào ăn thịt thì tụi nó ăn thịt. Còn bữa nào mà mình ăn tiệm thì mình sẽ mua đồ ăn này kia cho tụi nó thêm. Bình thường thì tụi nó cũng có khẩu phần ăn riêng nha. Ăn cơm á. Bình thường tụi nó ăn cơm thì là phần ăn cơm riêng của tụi nó. Còn cái mình ăn thêm cái gì thì bình thường cơm của mình thì mình ăn cái gì thì cho tụi nó ăn thêm cái đó thôi. Hay quá mau. Mấy dài con mâu nó không có ngủ với mình nữa mọi người. Bây giờ con mâu nó ngủ với anh hai không à. Bây giờ anh hai lay tim á xong nó thức. Còn mình thì ngủ sớm lắm, 7-8 giờ, nhiều khi 8 giờ là mình ngủ mất tiêu rồi. 7 mấy mình cũng có ngủ. Con mâu thì nó thức nó lay tim với anh hai tới 10 giờ, 10 mấy. Xong anh hai ẩm nó lên giường ngủ chung với anh hai luôn. Rồi bữa giờ nó đâu có ngủ với mình nữa đâu. Bây giờ con mâu nó theo anh hai rồi. Vì khi mình kêu nó mình bắt nó không được luôn rồi. Giờ nó theo phe anh hai rồi. Nó phản rồi nhưng mà vẫn kệ, thấy tội nghiệp cho nó ăn vậy thôi. Chứ đúng ra mình không thèm cho nó ăn luôn. Thằng mèo. Thế mà ăn chịu. Kêu là con mang phẫu. Con mang phẫu là con mau phản á mọi người. Không có dành ăn rồi cắn em con mèo, anh quýt mèo á. Ăn chứ không có cắn em nghe. Dành thì dành, đứa nào dành được thì đứa ra ăn. Chứ không có chuyện cắn người ta. Miếng này hết thịt thì miếng này gỡ hết thịt. Gỡ hết ba cua rồi chắc tới tưa luôn quá bè. Mấy con này sao nó phái ăn cua hay vậy ta. Hồi đó đâu biết ăn cua đâu. Từ khi mình làm vlog cái mình tập cho tụi nó ăn cua á. Theo nghĩa giờ nó biết ăn luôn. Có cua tôm mà đợi nào ăn. Gỡ cái này chắc tới trưa thiệt rồi. Con ăn mà thấy thương với ta. Trong mấy cái phần nào mà xương cứng của con cua thì mình bỏ ta lại vô trong cái son nha mọi người. Còn phần nào xương mềm mềm tụi nó ăn được thì mình mới dục ra cho tụi nó ăn. Xương cứng thì anh gỡ kỹ, không cho mau ăn. Còn xương mềm thì anh gỡ anh chừa để cho mau với con vợ anh húi rồi ăn. Ăn con cứt tàu không? Hả? Lâu lâu mình cũng tỉa miếng luôn rồi. Sáng hôm đó còn thao cơm tổng kìa, xong con nào ăn đi. Mày đeo đeo tao. Cái gì nãy tao để cho tụi bay ngủ rồi, tao đâu thèm kêu tụi bay ra tụi đi đeo. Con dẫn thúi nghe, cứ ngốc ngốc nghe. Đó. Đây thì qua đây nè, xám. Tụi dục bên đây nè. Mày phải đứng tuốt camera lắm mà, qua đó mày ăn đi. Cua nhỏ này khó gỡ quá, tao cho tụi bay ăn hết luôn nè. Cua gạch nhỏ này khó gỡ quá, mình bẻ ra miếng nhỏ nhỏ mình cho tụi nó ăn nha.
quýnh bây giờ hãy học hỏi theo con dạnh thúi, ai làm gì làm, nó nằm đây nó canh nó ăn rồi. Mập con không có giống mẹ con thiệt á, tụi nó biết đó. Nó sủa thì cặp vô cái đầu nó, có anh ngồi đây nè không sợ hả? Cắn con hả? Anh ngồi đây là không sợ. Có anh đây là không sợ đứa nào hết. Rồi cứ gỡ thịt bỏ vô cái gì vậy? Gì? Con đỡ gì? Rồi vô không con bụng anh ngồi đi. Rồi con sáng nó hửi này mẹ rồi. Rồi con vợ nó cạp luôn rồi cho bị luôn nè. Rồi con mập nó chui đây nó núp rồi nha mọi người. Nó bị mấy con kia cắn nó sợ. Chứ hay là con ghẹ, gỡ con ghẹ luôn. Ngồi trong bụng mình rồi. Chui đây núp rồi. Thì mấy kia cắn nó sợ. Mình binh nó nha. Tao chỉ lấy hai cái phần da chèo thôi, còn như tôi bơi hết. Không có cắn lợn, giờ ăn cắn lợn tao ghét lắm. Còn nhỏ tao chưa quýnh, chứ bận chút nữa tao quýnh chắc nằm luôn á. Để tao vô tao lấy cái chà để tao đập. Đứa nào mà chòm lên cái tô thịt một cái tao quýnh chết. Mọi người canh giùm mình nha, cái tô thịt đó. Cái tô thịt mình gỡ rồi mình để đó đó, mình vô nhà mình lấy cái chà coi đứa nào chòm lên nó xuống. Chòm lên nó bẻ ra. Giờ là mình ngồi mình đập mấy cái càng cua ra nha mọi người. Đập mấy càng cua để gỡ thịt nè. Càng cua thì cũng chắc khỏi nói rồi. Mấy cua này đâu có con nào ốp đâu. Con này cũng chắc hết trơn. Thịt không nè. Mọi người có gỡ ra nè. Thịt nó ôm sát vô vỏ luôn. Càng cũng chắc hết trơn nha. Vậy là mình đã gỡ xong mấy con cua nha mọi người. Được bao nhiêu đây thịt nè. Thịt với gạch luôn nha. Trong vỏ đó. Vỏ cứng rồi đó. Trong đó còn vỏ mềm để ngoài cho mấy con lính nó tha tới tha luôn. Nó chạy một vòng nãy giờ. Còn mấy con rạm thì mình sẽ chừa lại nha. Cái này thì sẽ đem vô để bây giờ bắt đầu mình sẽ nấu canh trước nha mọi người. Nấu canh xong rồi kho cá sau. Tại vì canh nóng quá thì ăn không được. Bây giờ mình nấu cho canh chín trước đi. Xong rồi mới bắt đầu mình để thời gian mình chờ canh nguội thì mình sẽ kho cá nha. Nhà mình chỉ có một cái bếp thôi. Này là mấy con tôm sú nè. Thì cái tôm này sẽ dầm ra nha. Dầm ra cho nó nát nấu nước cho nó ngọt nha mọi người. Với lại hai tép tỏi nữa. Đó. Dầm chung tôm với tỏi luôn, mình xào lên trước. Mình xào để cho tôm này kia nó săn thịt nó muốn nó gần chín luôn rồi. Nó tái tái nó chín lại luôn rồi, mình bắt đầu chế nước vô. Chế nước vô rồi mình mới bỏ mướp. Dì ơi, vô viên chỗ lên đứng nè. Bây giờ là mời mọi người thưởng thức qua cái món mà mình với mọi người đã nấu từ sáng giờ nha. Đầu tiên đó, cá bóng đen kho quéo nha mọi người. Thì mình nhìn là mình thèm dữ lắm rồi đó. Đây là canh mớp thịt cẩm. Nhìn gì chỉ thấy mớp thôi, nhưng mà ở dưới là cua với tôm ở dưới nha. Bây giờ mình sẽ múc ra luôn nha mọi người. Đây. Cá thì mình sẽ ăn ở trong nồi, mình gấp ra mình ăn. Còn canh thì mình sẽ múc ra tô riêng nha. Do là đây nè, người có ở dưới nè. Ôi ôi. Đã chưa?
canh thì cha mình ăn nữa, còn cá kho thì cha mình không ăn nha mọi người. Cha mình chỉ ăn cá kho lạc thôi chứ kho khô cha mình không có ăn, cho nên mình múc ra tô nha. Canh thì mình múc ra tô, còn cá thì mình để trong son mình ăn luôn đó. Ra đại đi, còn bỏ cái đống ở dưới đây mọi người nha. Đó, gạch đâu nè, cá đóng ở dưới đó. Múc ra tô đủ ăn thôi. Con tôm càng thì để cho cha luôn nha. Đó, sáng mình ăn con kia rồi, mình ăn luôn cũng được mọi người. Cha không ăn, cái này là mình hỏi cha trước rồi, cha không ăn mình mới lấy mình nấu. Chứ cái nào mà cha mình nói cha ăn là mình để cho cha ăn, chứ mình đâu có nấu đâu. Bữa cơm sáng nay của mình với mọi người, nói là sáng vậy thôi chứ bây giờ là trời trưa luôn rồi mọi người. Bây giờ là mình ăn sáng quá là trễ rồi, bây giờ là 10 giờ rồi. Đầu tiên thử một miếng nha, cá kho béo trước nha mọi người. Ăn không trước đi rồi hả, ăn cơm sao nha. Đó, mời mọi người một miếng nha. Ôi rồi, đã nếm miếng gan không này, rớt rồi, rớt đất rồi, nên nhường cho mấy người lính nha. Đó, để đang lát đứa nào lại trước thì đứa đó ăn, mình gấp con khác. Mình quay rồi mình chảy nước miếng luôn mọi người. Cạp một miếng nha, mời mọi người một miếng cá kho béo nha. Vô nha mọi người, miếng đầu tiên nha. Đã, mọi người coi cái thịt nó nè, nếp nó thấm vô con cá luôn rồi. Đã rồi chứ, mình ăn cơm mọi người, ăn cơm mới là tuyệt đỉnh nha. Bây giờ khoan hả, ăn canh nha mọi người, vô cá kho béo trước nha. Mình mới ăn không nửa con rồi, bây giờ ăn cơm, ăn với cơm trắng vậy thôi à. Nhỏ xương cơ nha, ăn cá nhỏ thì phải chú ý xương. Nó thèm à. Gặp đói bụng nữa. Thêm con nữa. Gan. Gan quẹt cái miếng hành nha. Con nào cũng còn gan hết nha mọi người. Cái gan nó dính tốt bụng á. Mình lùa mới đó là nửa chén rồi, tụi nó không ăn hết kìa. Con mau mau qua đây, đây ăn nè. Qua đây, mở ở đây hả? Nè, bây giờ lấy vô cái tô của anh, ăn đi, ăn bên đó, đây của tao. Tiếp tục chương trình là mình sẽ hấp một miếng canh nha mọi người. Đây, canh này là kêu là canh mớp thập cẩm cua tôm nha. Nãy là mình nêm vừa ăn rồi đó, giờ nếm lại nha. Mời mọi người một miếng canh mớp nha. Này mình múc trong tô luôn nha mọi người. Rồi cái tô này mình múc ra mình ăn hết luôn á. Cái miếng mớp không? Mớp nó rụt rồi nè. Ngọt nha mọi người. Mặc dù có niêm đồ ăn vô nhưng mà vẫn có vị ngọt tự nhiên của tôm cua. Mình mới lùa sơ sơ thôi mà muốn mất chén cơm rồi mọi người. Cá này ăn hao cơm thiệt. Tiếp tục nha. Nên lính mình thì nó đây nè. Ghê sáng. Đã được nhắc đây. Uống nè. Cứ ngắt cái rễ ra chạy vô hai vô riêng. Uống một cái giờ. Xong một chén cơm nha mọi người. Tôi hấp miếng canh cái đã. Bên nửa chén canh rồi vô bớt cơm ăn tiếp nha.
Cứ me me hoài luôn á. Chấm dịch cua nè. Quá. Mình không thích ăn thịt cua mọi người. Canh nó ngon. Bình thường nấu canh canh mớp với tôm không á là ngon rồi. Nhưng mà có cua vô nữa. Nó đã lắm mọi người. Rồi con mình gắp một đũa nè. Tại thịt cua không dính gạt gạt cua nhỏ 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 dính vô. Nó ngáo dữ lắm mọi người. Nhưng cái thịt càng cua. Từ cho bay thêm miếng gạch nữa nè. Bắt đầu dành được ăn dành nó chén ăn không cho chén miếng gạch khác cho cái chén miếng thịt nè ăn. Mập lát nữa mình cho nó ăn sao xong rồi nó nằm đằng kia nó dành ăn không lại mấy đứa này dành ăn dữ quá. Để mình vô mình bớt chén cơm tiếp nha mọi người. Chỉ đem cái nắp đậy cái nồi cá thôi, không có đậy cái nồi canh được. Nên mình tiếp tục là mình nhờ mọi người canh cho mình nha. Nếu mà thấy tụi nó ăn là rồi sao ta? Thấy tụi nó ăn thì cũng đăng video rồi quay xong rồi. Thôi thế nó ăn thì lát ra mình quýnh nó sao. Tụi tao nha. Đó. Rình rình không thấy con nào ăn hết tao rồi. Không con nào dám ăn hết tao nha. Bữa nay là biết biết nghe lời hơi hơi đó. Cá tiếp cá ngon. Nếu mà hai món này đánh giá cho mình chọn một trong hai thì mình sẽ chọn cá nha mọi người. Chọn cá bóng đen nha. Do là mình thích ăn đồ khô mọi người. Nhà mình ít khi ăn canh lắm. Lâu lâu mình thèm canh mình nấu mình ăn. Bình thường nhà mình ăn cơm chỉ có cá kho thịt kho này kia vậy thôi, một món mà chứ không có hai ba món. Ê cái cá bóng đen này nè. Ở chỗ của mọi người mình không biết là có bán hay không, có nhiều hay không. Nhưng mà chỗ mình ít lắm mọi người. Có những người người ta nhà có đập nha. Nhưng mà xả nước này kia là kiếm không gian cá bóng đen này. Những năm trước thì có nhưng mà mấy năm nay kiếm không có. Nhưng mà đập mình còn. Hồi bữa mình may mắn. Mặc dù là nhà mình có chạy có đủ ăn rồi. Nhưng mà mình đi bán cá mọi người. Cái mình gặp cái chị kia bán nguyên bịch tại là cá bóng đen này nè. Cả ký mấy à. Xong rồi mình vừa thấy bà chưa căng nữa là mình thấy à. Mình thấy mình me me vừa căng xong ha. Bắt đầu mình nói với chị lái để cho em nha chị. Để cho em. Mọi người biết một ký mấy mua bao nhiêu không? 25.000. Mua một bữa 25.000. Mua để dành ăn á. Chứ mình cho một mớ để ăn một mớ. Nhưng mà cá nó không bự cỡ này nha mọi người. Vẫn là giống cá bóng đen này nhưng mà nó nhỏ hơn. Mớp ngon.
cua à. Ừ, dạ nè, cua nè. Ăn cua được không? Dữ lắm. Chén rồi, chén không ăn còn. Cũng xám sau nay nó không xin ăn cả, nó nhường cho con đó mọi người. Nó nhắm nó làm không lợi mấy đứa con của nó. Giờ anh ngang, đưa mỏ vô anh quýnh ngang. Để mình kêu cho nó chạy kìa. Xanh 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 xanh. Về đây xanh 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 xanh. Xíu 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 xíu. Rồi tới là tới. Con cá này là mình ăn một mớ còn một mớ. Anh hai xuống anh hai quấn một phát một sạch bánh luôn mọi người. Chắc chắn luôn. Anh hai mấy con cá nhỏ nhỏ này nè. Anh hai mình cực kỳ thích ăn luôn. Nhưng mà không bao giờ mần. Không bao giờ làm ăn. Nhưng mà mình làm bao nhiêu anh hai ăn sạch bách. Nhưng mà không bao giờ anh hai mình mần hết trơn. Mần thì mần những cá bự à. Còn mấy cá nhỏ này kêu anh hai làm biến mặn. Không có mặn. Nhưng mà bây giờ mình kho nguyên một xô ong đầy dung đi nữa. Quấn một phát một hết trơn. Ăn dữ dằn luôn mà không kêu mặn. Chắc chén thứ ba quá. Ngon quá là cơm ngon lắm. Ăn mớ còn mớ chừa cho anh hai nha mọi người. Bữa giờ ban ngày anh hai mình không có ở đây mọi người. Chiều chiều anh hai mới xuống. Hai mình dạo về bán đồ online á. Sáng anh hai phải về nhà gói hàng. Rồi đợi shipper đặng nhận hàng này kia. Là hết một ngày rồi. Sáng bữa nào anh hai cũng về bán tôm bán cá xong rồi. Chiều anh hai xuống phụ. Sổ đổ cống thu te thu tôm này kia. Sổ đục đồ đó mọi người. Với lại chiều anh hai xuống anh hai thăm lúa cua của anh hai xong rồi. Xong rồi bắt đầu vô phụ đổ cống này kia. Rồi xong là ăn ớt cái vậy. Xong rồi tối nó bắt đầu live stream 7-8 giờ live stream nha. Live stream tới cỡ 10 giờ 10 mấy giờ nghỉ. Rồi ngủ. Vậy á. Ban ngày chỉ có mình với cha ở đây thôi à. Bởi vì hấp đại trắng canh nữa. Hấp đại trắng canh rồi vô bế thêm trắng cơm nữa. Ngon thiệt. Cua nè. Nói chung là như đây là no rồi. Nhưng mà muốn ăn nữa mà ngon quá. Phải bớt thêm thôi. Nói đây nha. Ăn này là bị quýnh. Biết chưa? Chỉnh thúi. Nha. Chú Thắng. Không ăn của anh nha. Vô anh bếp cơm mình ra. Này giỏi quá giỏi sao này nó giỏi dữ rồi lại đây nhìn lên tăng. Mày dành chỗ đi không mấy con mày lại nó dành chỗ của mày đó. Rút tiếp chén cơm nữa nha mọi người. Giờ này mày làm mẹ rồi mày nhường cho con mày ha. Rồi ngáp xấu ghê cỡ. Rồi gà khác rồi. Gà khác đứng vô duyên. Tự nhiên hồi nãy ngồi đây mà không nắng bây giờ ngồi đây ngay chỗ nắng luôn rồi. Ăn không? Mình sẽ chờ cho tụi nó một ít canh nha. Một ít canh. Một ít cơm. Phần thưởng cho hai con này. Công tụi nó nằm đi quay phim với mình nha mọi người. Diễn viên nha. Hai diễn viên trẻ.
quất. Ghê ghê. Ăn canh mớp luôn nha, ăn mớp luôn chứ không phải giỡn đâu. Còn hơi nóng. Đó là mập, để anh cho anh cho con khác mập. Rồi dành với nó mất công. Anh hay mau làm gì đó, anh hay mau. À, nhỏ thôi, sao cắn cái đồ nhắt, nó chạy lại nó giành cái đồ nhắt với em. Tao quýnh bây giờ đó, nhả ra. Tao đá một cái bây giờ. Anh thấy mèo liệu hồn, anh thấy mèo nha.